Hello, xin chào các bạn. Đã lâu lắm rồi chúng ta mình không có chơi cái game nào mà khác ngoài game kinh dị. Cũng có một số bạn hỏi mình là tại sao anh có chơi game nào khác ngoài là game kinh dị hay không, thì tại chắc do dạo này mình không có chơi game kinh dị nào khác luôn. Mình cũng chơi rất là nhiều loại game nhưng mà mình chẳng không quay thôi. Nếu mà các bạn thích mình chơi những cái loại game hành động hoặc là RPG hoặc là những game phiêu lưu nhập vai mà mình hay thích chơi á, mà các bạn muốn xem thì mình sẽ record lại và mình sẽ up lên YouTube để cho các bạn cùng xem. Thì hôm nay nhân cái dịp mà Summer Six có gift cho mình một cái game Don't Starve Together, thì bản này mới là bản beta thôi. Chắc mình cũng sẽ quay cái game này một vài phần dạng như là mình làm cái nhật ký, tại game này là những game sinh tồn kinh dị á, mà cái này thì cái hình nó hơi hài hài thôi. Ok, thì cũng không nói nhiều nữa, mình sẽ tiến hành vào trong game. Thì nó cũng giống như Minecraft, chúng ta sẽ tạo một cái world của mình, thế giới riêng của mình ha. Thì mình sẽ chơi cái game này dạng như là mình chơi một mình thôi, mình tạo thế giới này mình chơi một mình thôi. Đặt Kenti đi, password. Đây thì mình đặt tên là Kenti nhật ký Don't Starve. Ok, chế độ là survival. Rồi survival hai người, đây mình chỉ để offline thôi, em mình chơi một mình không sẽ ai vào hết. Ok, create world. Ok, vào game Generating World, đang thể tạo cái thế giới riêng của mình giống như Minecraft. Thì bạn nào có chơi Minecraft là cũng sẽ biết cái dạng chung giống giống như vậy. Đó, con gì đây? Đây, con dê, con này sừng sừng hưu, mặt con dê mắt có một thôi, đang đi ghê vậy. Rồi ok, ở đây chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn vật. Thì mình sẽ chơi nhân vật này là Wilson, là nhân vật default của cái game này. Cũng có vài nhân vật default nữa nhưng mà cái nhân vật này thông thường thì nó là tự quản đầu tiên mà ta chơi nhân vật này hay ha. Select. Ok, hình như là mình đang chơi cái game này trên tay cầm thì cảm thấy nó dễ hơn mình chơi trên cái không có quen. Trên chuột một phía không quen nên mình sẽ chuyển qua gamepad. Oh no, enable. Rồi, ok, mình sẽ chơi gamepad. Đầu tiên thì thông thường này crop mình vừa vào có dây sẵn không đỡ. Talk. Và có sót luôn rồi. Đây mình sẽ nhặt những cái cây này có lẽ là cái que coral là cái gì ta? Cái gì đây? À cái gì đây? Ủa, này nó dạng giống như là con bé đi theo để mà mình nhặt đồ giữ đồ giùm mình vậy à? Mình đang ở ngày đầu tiên thì chắc ngày đầu tiên của mình phải cố gắng mình thu thập một số đồ. Tạo cái X cái rìa để mình chặt gỗ. Thì mình cố gắng ngày đầu tiên mình sẽ phải làm cái trại kem của mình, thì cái đây là cá thêm lửa trước thì mình cố gắng sống vào ngày đầu tiên cái đã, rồi tiếp tiếp thì mình cũng mới chơi game này mình cũng không có rành. Nói chung nếu mà nói đến cái hình hình của game này so sánh với Minecraft thì có vẻ này mình thích cái hình ảnh của game này hơn là mấy game Minecraft, bởi vì Minecraft không có sao. Nếu mà mình nhìn cái Minecraft nhìn từ xa xa thì mình thấy nó đẹp, nhưng mà nhìn nhìn gần thấy nó
bể 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 sao mà thích. Ok, đây mình nhặt được 6 cái que. Bây giờ chặt cây đi. Để hồi trời tối có lửa. Lóc cái này là cái pin core này, đôi khi bạn có thể chặt cây xong rồi có thể nhập sau đó để mình gieo lại cho cái cây khác, mình một cái cây khác. Đây, là đó. Crush này là như cỏ rơm, mình có thể dùng nó mình xe thành rock, mình xe thành cái dây, lúc đó mình nhặt cái dây thật. Hoài héo chưa, cố gắng thu thập nhiều gỗ với lại đá, mình đang cần đá. Bây giờ mình làm cái thêm cái trại thêm xung quanh có lót đá, giống như mình xem trong cái phim cổ, hay là mấy cái cửa trại mà bằng đá xung quanh. Ôi trời, sắp tối rồi, chắc bây giờ chắc mình không thể nào nhặt đủ đá, thì mình như cái đó, cái công thức của đó là bao nhiêu đá mình cũng không nhớ. Để xem thử nào, cái khe mình thường thì còn là hai gỗ với lại ba cái crush và cái chrome, thì cái khe đoàn đá mình cần đến 12 viên đá. Bây giờ chắc là rồi. À, giờ là xế chiều, cherry mình thêm viên loại để mà phải làm rìu với lại cút chim và vũ khí. Cố gắng này coi gỗ để mình giữ cái lửa qua đêm nay, để cái món đêm có nhiều cái nghiệm không hiểu được, chúng ta có thể bị hiếp lúc nào mà không biết. Đấy, chuột chuỗi à, ra chuột chuỗi rồi. Mình thôi, mình phải kiếm một cái chỗ nó có nhiều đây đây cỏ với lại cỏ. Ở đây mình sẽ tìm mấy con cỏ đây đây, những cái lỗ đen này là cái hang thỏ này, phải không? Rabbit hole nó là một cái hang thỏ, thì mình sẽ làm những cái trap, những cái bẫy để mình bắt thỏ, mình thích lắm. Hình như là sắp chiều, sắp tối rồi, mình nên kiếm một cái lửa trước khi quá muộn. Đây luôn. Đây hiện tại mình đang có 17 gỗ trong người, mình cứ thể duy trì được khoảng 2 đến 3 phút gỗ để qua hết cái đêm nay. Mình phải đưa bớt không, mình đưa bớt cái drop mình chưa inventory còn nhiều, cứ để được. Bây giờ mình đang có trong người 17 cái crush và mình có thể làm một cái trap. Đây cái trap bắt thỏ. Ok, để đặt ngay cái mình thỏ luôn. Ngày mà sáng sáng mà sáng như chưa tụi nó chạy qua chạy lại rồi sắp bảy mình có thể. Ồ, tối trời tối rồi, mình phải thêm củi vào. À, trời tối xung quanh bạn ra khỏi cái vùng sáng, bạn qua khỏi vùng sáng này có thể là những có gì đó nó sẽ thông bạn từ nhiều phía và bạn không thể biết được, cái thông từ trên xuống, thông từ dưới lên, thông xuyên qua lại gì đó mình không biết, mà nó có gì mình không dám ra. Hay như ở trên mình đọc ở trên cái wiki của cái game này thì nó nói là như vậy, mà không ai dám thử đâu.
Bây giờ làm gì? Giờ chỉ đứng ráng chờ qua đêm nay sắp sáng rồi. Sáng mình sẽ bắt đầu mình đi tìm đá, đi khai thác đá và bẫy thỏ để mình có đồ ăn. Mình đã suy bụng qua đây là phần nhìn bên, có thể nhìn bên phải màn hình ở dưới đây, ở dưới cái phần này giờ đó thì có thể bao tử máu mình sự đói bụng của mình đó. Ok, bây giờ bẫy thỏ mình sẽ drop mình vào mình chắc hai cái là đủ rồi. Bây giờ cái khe ở đây mình sẽ đi tìm đá. Tạm thời thì mình đang đói, mình muốn cà rốt mình ăn đỏ luôn. Đây mình sẽ nhớ cái địa điểm này, nhớ cái địa điểm này lần luôn. À, mình sẽ nhớ điểm là có hai cái bẫy thỏ ở đây. Mình sẽ lấy thêm rơm, giờ rơm sắp hết rồi, que cũng sắp hết rồi. Cái rìu của mình đâu mất rồi, cái rìu của mình đã bị bể rồi, đã hư rồi, mình phải tạo lại cái rìu khác. Thời gian trôi qua rất nhanh, game này thật sự là thời gian của nó trôi qua quá nhanh đi, đâm ra mình cũng có thể nào kiểm soát được thời gian, giúp mình mãi mê mình chặt cỏ trong rừng hoặc là mình đi hơi xa cái xe của mình là trời tối bất chợt thì cũng khá là nguy hiểm. Ngày thứ hai cho qua gần nửa ngày trời, mình chỉ mới được lấy được một số là hai cây gỗ và lại rơm. Có một con thỏ dính bẫy của mình, thì thỏ nhặt hết gỗ rơm này nè. Mình muốn tìm đá nếu mà mình làm thêm đá mà nãy mình không thấy mỏ đá đâu. Thỏ la như chuột, ai thật sự là nãy giờ không thấy cục đá nào. Thông thường thì cái game này, cái mình nghĩ này nó cũng giống như là cái Minecraft, nó cũng random những cái vật liệu cần dùng. Mình đi chạy xa vào rừng chút xíu để mình tập tập đá hay không, cái vực kia là đâu, cái này cũng đường mòn này, cái gì vậy? Cái gì thêm của mình là nằm ở ngay đây. Xong cái gói này cà rốt. Chiều rồi, chưa có cả. Trời sẽ tối sớm thôi. Đôi khi mình không về kịp thì mình, thời gian mình đi kiếm đá này mình không về kịp thì mình phải đốt lửa tại đây để mà qua cái đêm này. Nói chung là game này mà ban đêm không có đi đâu được hết, thiếu ánh sáng này rất là dễ bị thông. Ok, khi mà cái tâm lý của bạn bị giảm xuống, mình có thể sử dụng nhạc hoa để cho cái bộ sợ hãi mình nó tăng lên, mình không có bị khùng bị điên gì đó, bị bấn đó lại tâm lý.
phần phần thần kinh phân liệt hay gì đó. Ok, nãy giờ vẫn chưa thấy đá. Chạy tiếp. Tìm bao giờ ra đá không? Những người nữa nó còn chạy. Nếu không có, chúng ta phải dừng chạy, chờ quá tối. Đã xế chiều, chắc giờ là khoảng 5-6 giờ chiều rồi chăng? Cuối cùng chiều đây, nghe ghê vậy. Những viên croc nằm ở đâu? Trời sắp tối rồi, chúng ta phải tìm thêm thôi. Mình dựng lá chạy thì mình có thể nướng được đồ ăn, cà rốt hoặc là cherry cũng có thể nướng được. Rồi thịt mình nhận được cũng có thể nướng được. Thì trước mắt mình đang đói, mình cứ nướng cà rốt mình ăn. Không, sắp hết rồi. Rồi, còn món này cherry, cherry mình có thể nướng được. Chầu càng một xíu thả lên như thế nào rồi đây rồi à, khi mà lửa nó mờ đi bạn có thể dùng dùng gỗ để mình đốt thêm vào để cho nó sáng lên để khi mà bóng tối nó bao trùm xung quanh mình thì không kịp. À đặc biệt ở đây nữa mình nói trong game này mấy các bạn điều căn bản các bạn nên biết luôn là khi mà cái trái tim không trái tim mình thấy là mình mất máu á, mình đánh bị quái một tấn công hay bị cái vấn đề gì đó mất máu đói bụng chưa kịp ăn mất máu chưa ăn hoa để hồi máu mà ăn rất là nhiều có thể mình có thể chế ra những cái loại thuốc để mình hồi máu. Giờ sắp sáng rồi ta có thể lên đường tiếp, mình muốn đi lên lên đường thì mình cũng qua đây làm gì đâu.